Từ 0 giờ ngày 31 tháng 5, cùng với việc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, 16 và phong tỏa nhiều địa bàn, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục dừng nhiều loại hình hoạt động để phòng dịch COVID-19. Cụ thể, vào tối 30 tháng 5, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về việc triển khai tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. Cụ thể, thành phố sẽ tạm dừng làm thủ tục căn cước công dân và áp dụng các biện pháp mới liên quan đến giao thông vận tải. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh tạm dừng thêm đối với loại hình hoạt động gồm trung tâm thương mại, siêu thị điện máy, trò chơi điện tử có thưởng và casino trong khách sạn, các hoạt động thẩm mỹ tại các cơ sở, bệnh viện, phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa. Toàn thành phố Hồ Chí Minh cũng dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động lễ hội tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, đồng thời tạm dừng việc làm thủ tục căn cước công dân. Thời gian áp dụng từ 0 giờ ngày 31 tháng 5 năm 2021. Trong lĩnh vực giao thông vận tải, thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu đối với hoạt động vận tải khách theo hình thức hợp đồng, du lịch, trung chuyển, xe buýt thì tất cả các chuyến xe phải đảm bảo việc vận chuyển hành khách tối đa không quá 50% sức chứa, không quá 20 người một chuyến. Đối với hoạt động vận tải khách theo tuyến cố định liên tỉnh, phải đảm bảo việc vận chuyển hành khách tối đa không quá 50% sức chứa, không quá 10 người một chuyến. Đối với xe đưa đón công nhân, đề nghị người đứng đầu đơn vị quy định cụ thể và cố định tuyến xe, người ngồi trên xe để đảm bảo công tác truy vết khi có xảy ra tình huống dịch COVID-19. Tất cả các chuyến xe đều phải đảm bảo vận chuyển hành khách tối đa không quá 50% sức chứa, không quá 20 người một chuyến. Hoạt động vận tải hành khách bằng taxi, xe ô tô dưới 9 chỗ ứng dụng công nghệ vẫn duy trì nhưng phải thực hiện nghiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải. Đối với các phương tiện giao thông đường thủy, tàu, phà, phải đảm bảo thực hiện vận chuyển hành khách tối đa không quá 50% sức chứa. Tất cả hành khách buộc phải khai báo y tế theo quy định và thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch. Kể từ 0 giờ ngày 31 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 tăng cường. Riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12 thực hiện cách ly xã hội 15 ngày theo chỉ thị 16. Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp đã phối hợp với các cơ quan liên quan để lập chốt kiểm soát phương tiện giao thông ra vào quận. Người dân không được ra khỏi quận, trừ các trường hợp được phép theo chỉ thị 16 của Thủ tướng. Những chốt được lập ở các cửa ngõ của quận Gò Vấp gồm cầu Thép An Phú Đông, phường 5, cầu An Lộc, phường 17, cầu Bến Vân, phường 15, cầu Trường Đai, phường 13, cầu Chợ Cầu, phường 14, số 399 Tân Sơn, phường 12, Phan Huy Ích, phường 14, ngã tư Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, phường 1, Lê Quang Định, phường 1, góc Phạm Văn Đồng, công viên Gia Định. Mỗi chốt về cơ bản sẽ có các lực lượng công an, dân quân, bảo vệ dân phố, cán bộ y tế, đảm bảo đủ lực lượng chia làm 3 ca để trực 24/24. Những chốt này đặt ở các cửa ngõ giáp ranh giữa quận Gò Vấp và các địa bàn khác để kiểm soát xe ra vào quận, song việc giãn cách không ngăn sông cấm chợ. Hai chốt kiểm soát tại ngã tư Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng và Lê Quang Định được thiết lập sớm hơn so với các chốt khác. Nhìn chung, người dân đã nắm thông tin và tinh thần chung của yêu cầu giãn cách nên rất hợp tác và tuân thủ quy định một cách nghiêm túc. Ghi nhận tại chốt kiểm soát đặt ở đường Lê Đức Thọ giáp với quận 12, hàng rào chắn được lập nên vào đúng nửa đêm. Các xe chở hành khách như taxi, Grab, phương tiện di chuyển cá nhân đều không được phép ra vào. Những ai có lộ trình có đi ngang tuyến đường này đều được lực lượng chức năng hướng dẫn chuyển sang những đường khác. Khu vực cầu Thép An Phú Đông, mật độ xe giảm dần khi về khuya. Các xe từ địa bàn khác qua Gò Vấp được đi trên một số tuyến đường như Lê Đức Thọ, Thống Nhất, Quang Trung, Nguyễn Oanh, cầu An Phú Đông, Phan Huy Ích, Tân Sơn, Phạm Văn Bạch, Phan Văn Trị, Lê Quang Định, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Kiệm, Hoàng Minh Giám, Bạch Đằng, Hồng Hà. Xe qua địa bàn phường Thạnh Lộc, quận 12 được đi qua đường Hà Huy Giáp, cầu Phú Long, quốc lộ 1. Các xe chỉ đi qua chứ không được dừng đổ và đón trả khách. Lực lượng chức năng vẫn ưu tiên cho các phương tiện chở hàng hóa như rau củ, thực phẩm, thịt cá ra vào chốt kiểm soát sau khi chủ xe được kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế đầy đủ. Trong khi đó, nhiều khu vực trên địa bàn Gò Vấp cũng đang trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Ghi nhận tại khu chung cư Hà Kiều, phường 5, quận Gò Vấp, từ hơn 6 giờ tối cho đến quá nửa đêm, các nhân viên y tế vẫn đang miệt mài lấy mẫu xét nghiệm tại một nhà sinh hoạt cộng đồng. Ước tính số mẫu phải lấy của người dân cư ngụ ở chung cư và các vùng lân cận có thể lên đến vài ngàn.